Thiên Đàng hay Đàn Thờ Trời ở Bắc Kinh, là một quần thể các cung điện và đàn miếu được xây dựng ngay trung tâm của Hoa Viên Hoàng Gia. Thiên Đàng có tổng diện tích 2,73 km2, tức là 2.730.000 m2, lớn gấp 4 lần diện tích của cố cung. Thiên Đàng được xây dựng vào năm 1420, tức là cách nay 600 năm. Đây là nơi mà các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh thực hiện các nghi lễ tế trời, nghi lễ quan trọng nhất trong năm. Chúng ta sẽ đi vào tham quan Thiên Đàng từ cổng phía đông, tức là các bạn nhìn ở phía bên góc trên bên phải của màn hình á, và sau đó chúng ta sẽ lần lượt đi tham quan ba tổ hợp công trình quan trọng nhất của Thiên Đàng, đó là Kỳ Niên Điện, Hoàng Cung Vũ và Viên Khâu Đàm. Bây giờ mình sẽ thuê máy thuyết minh tiếng Việt nha. Giá là 40 nhân dân tệ, tức là khoảng 132.000. Trước mắt chúng ta là một khoảng sân rộng với ba dãy nhà. Dãy nhà ngay phía trước mắt là thần khố, tức là nhà kho. Dãy nhà bên phải và bên trái là hai nhà bếp, gọi là thần trù. Thần khố hay có thể hiểu là nhà kho, dùng để cất giữ những cái vật phẩm dùng cho lễ tế trời. Ngoài ra là những cái thức ăn mà sau khi đã được thần trù, tức là nhà bếp chuẩn bị thì cũng sẽ được giữ ở đây để chuẩn bị cho cái buổi lễ tế. Hiện giờ thì thần khố trở thành nơi để triển lãm những cái vật dụng đã từng dùng cho những buổi lễ tế trời. Chúng ta có thể thấy những cái bộ dụng cụ dùng để đựng thức ăn, trái cây hoặc là rượu dùng cho các buổi lễ tế được chế tác cầu kỳ và đẹp mắt. Đây là một cái cuộn tranh vẽ lại chính xác và tỉ mỉ số lượng người tham gia một cái buổi lễ tế trời. Chúng ta có thể thấy là các loại trang phục, rồi là dù lộng, rồi cái số lượng người, ngựa, rồi ban nhạc đi theo, cầm theo những cái nhạc cụ gì, là đều được miêu tả tỉ mỉ và chính xác trong cái bức họa này. Các bạn thấy ở hai đầu cuộn tranh á, vẫn còn cuộn lại, đó là cái bức tranh này nó còn dài dữ lắm á. Hai bên trái và phải của thần khố là hai nhà bếp, lần lượt là Tả Thần Trù và Hữu Thần Trù. Thì hai nhà bếp này có nhiệm vụ là phải chuẩn bị hơn 30 loại tế phẩm cho mỗi một lần tế lễ. Các loại tế phẩm thì bao gồm là ngũ cốc, thực phẩm, các loại rượu, các loại ngọc và tơ tằm, vải vóc. Ngày nay thì thần trù trở thành nơi triển lãm các loại nhạc cụ đã được sử dụng trong các buổi lễ tế trước đây. Đây là Cam Tuyền Tỉnh, giếng nước ngọt được đào vào năm 1420 cùng lúc với việc xây dựng Thiên Đàng. Thì giếng này sâu 10 mét và nước giếng được cho là đặc biệt trong và ngọt. Nước giếng ở đây chỉ được dùng để chuẩn bị cho những cái đồ vật, những cái tế phẩm sẽ sử dụng cho buổi lễ tế trời. Theo tín ngưỡng của người Trung Quốc, những vật phẩm được chuẩn bị cho lễ tế trời thì không được để dính bụi, dính mưa, không được dính sương, dính tuyết. Vì vậy, những cái tế phẩm đã được chuẩn bị ở trong thần trù, tức là trong bếp, sẽ được mang đến đàn tế ở phía dưới cái hành lang này. Hành lang này có tên là Thất Thập Nhị Trường Lang, có nghĩa là hành lang dài có 72 gian. Theo kiến trúc của người Trung Quốc thì 4 cái cột quay lại thì sẽ là một gian. Vậy thì cái hành lang này đó có tổng cộng là 72 gian. Thất Thập Nhị Trường Lang nối liền khu thần trù thần khố với ngôi điện thờ có kiến trúc đẹp nhất, quan trọng nhất và là biểu tượng của Thiên Đàng, Điện Kỳ Niên. Điện Kỳ Niên là kiến trúc quan trọng nhất của Thiên Đàng, được xây dựng trên nền đá Hán Bạch Ngọc, gồm 3 cấp cao 6 mét, dáng vẻ bề thế nguy nga và tráng lệ. Đây là nơi hàng năm
các hoàng đế của hai triều đại Minh và Thanh sẽ cử hành nghi lễ kỳ cốc. Kỳ cốc là một nghi lễ quan trọng cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an. Điện Kỳ Niên được xây dựng dưới dạng thức một tòa nhà có mặt bằng hình tròn, đường kính 32m, cao 38m, có 3 tầng mái trùng thềm, lợp ngói lưu ly màu xanh. Ở trên phần đỉnh của mái thì có một cái chóp kim loại màu vàng. Điện Kỳ Niên được xem như một kiệt tác về kết cấu gỗ cổ đại của Trung Quốc. Cả ngôi điện không dùng đến một cái đinh nào mà toàn là các khớp gỗ được tính toán rất là tỉ mỉ và khéo léo để ăn khớp vào nhau. Nhìn vào bên trong Điện Kỳ Niên, chúng ta sẽ thấy có 4 cái trụ lớn nhất màu đỏ, có những cái hoa văn sơn son thép vàng. 4 cái trụ này được đặt tên là Long Tĩnh Trụ, chống đỡ cái tầng mái cao nhất và tượng trưng cho 4 mùa trong một năm, xuân hạ thu đông. Phía sau và xung quanh 4 Long Tĩnh Trụ là 12 cây cột nhỏ hơn, chống đỡ cho tầng mái thứ hai. 12 cây cột này tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Ở mặt ngoài của Điện Kỳ Niên là 12 cây cột trụ chống đỡ cho tầng mái thứ ba và tượng trưng cho 12 canh giờ của ngày. Các bạn có để ý không? Khi mình đi tham quan Tử Cấm Thành á, thì toàn bộ các mái của các cung điện trong Tử Cấm Thành đều được lợp ngói lưu ly màu vàng, trong khi thiên đàng là đàn tế trời nên tất cả các điện ở thiên đàng đều được lợp ngói lưu ly màu xanh. Đây là một cái mô hình lắp ráp Điện Kỳ Niên kiểu như là Lego á, được bán trong cửa hàng lưu niệm của thiên đàng. Còn đây là một cây kem hình Điện Kỳ Niên, các bạn thấy dễ thương không? Theo một trục thẳng đứng Bắc Nam, chúng ta bước qua Hoa Giáp Môn và đi trên một con đường rất rộng và đẹp, dẫn đến Hoàng Khung Vũ và Viên Khâu Đàm. Con đường này có tên là Đan Bệ Kiều. Đan là màu đỏ, bệ là các bậc thang ở phía trước cung điện. Thì thời xưa, các bậc thang phía trước cung điện của Hoàng đế đều có màu đỏ. Nhìn sang bên tay trái của Đan Bệ Kiều, chúng ta sẽ thấy một cái đài được bao quanh bởi các trụ đá cẩm thạch. Thì chỗ này được gọi là Cụ Phục Đài, tức là nơi các hoàng đế sẽ thay đổi trang phục trước khi làm lễ tế trời. Các bạn có thắc mắc là tại sao mình nhìn cái con đường này nè, nó như là đường đi mà lại được gọi là Đan Bệ Kiều, tức là cầu Đan Bệ không? Là bởi vì cái phần đường chính giữa đó nó cao hơn hai cái đường đi ở hai bên, do đó thì nó được gọi là cầu Đan Bệ. Cầu Đan Bệ dài 360m nối liền Điện Kỳ Niên và Hoàng Khung Vũ. Đan Bệ Kiều được lát bằng các loại đá khác nhau. Lối đi ngay chính giữa có tên là Thần Lộ, được lát đá cẩm thạch trắng dành riêng cho hoàng đế. Chỉ duy nhất hoàng đế được đi trên con đường này. Bước qua thành Trinh Môn, chúng ta tiến đến ngôi điện thờ thứ hai của thiên đàng, Hoàng Khung Vũ. Hoàng Khung Vũ là một ngôi điện nhỏ có một tầng, hình tròn, nằm ở ngay sau Điện Kỳ Niên. Đây là nơi đặt bài vị của Hạo Thiên Thượng Đế và 8 vị vua thời nhà Thanh vào những ngày không phải là ngày tế lễ. Hoàng Khung Vũ được xây trên một cái đài làm bằng đá Hán Bạch Ngọc, cao 3m. Mái nhà thì được chống đỡ bởi 16 cây cột, ở bên trong là 8 cây cột xếp hình vòng tròn, ở bên ngoài là 8 cây cột. Rồi ở giữa Hoàng Khung Vũ thì có một cái bệ thờ làm bằng đá cẩm thạch hình tròn. Ở trên đó thì đặt thần vị của Hạo Thiên Thượng Đế và 8 bài vị của 8 hoàng đế thời nhà Thanh. Bao xung quanh Hoàng Khung Vũ là một bức tường quây cao 6m thành hình tròn, có đường kính 32,5m. Đây là một cái bức tường rất nổi tiếng với khả năng hồi âm, được đặt tên là Hồi Âm Bích.
độ cong của hồi âm bích được tính toán rất là cẩn thận. Mặt tường thì được lát bằng những viên gạch rỗng và trơn nhẵn. Vì vậy, theo lý thuyết là cái độ truyền âm sẽ rất là cao. Theo giai thoại thì một người sẽ đứng sát tường và nói về hướng Bắc, thì dù cho có nói nhỏ đến mấy thì âm thanh cũng sẽ lan về phía trước cách xa đến 200 mét, và tiếng vọng nghe được sẽ rất rõ ràng. Vân đến đây mấy lần mà thử không được, có lẽ là tại vì xung quanh ồn quá nên mình không có thấy được cái hiệu quả hồi âm. Trên con đường thần lộ tiếp giáp với lại cửa chính của Hoàng Khung Vũ có 3 tấm đá được gọi là Tam Âm Thạch. Khi mà xung quanh hoàn toàn yên lặng, mình đứng trên tảng đá đầu tiên vỗ tay một tiếng thì sẽ nghe được một tiếng vọng. Đứng trên tảng đá thứ hai vỗ tay một tiếng thì sẽ nghe được 2 tiếng vọng. Và nếu đứng trên tảng đá thứ ba vỗ tay một tiếng thì sẽ nghe được 3 tiếng vọng. Rất nhiều du khách thử nhưng mà bạn thấy đó, không ai thành công hết. Thiên đàng được bao bọc bốn phía bởi một rừng cây bách. Người ta thống kê là hiện nay ở thiên đàng có 3.562 cây bách, trong đó có trên 1.000 cây là có độ tuổi là vài trăm năm tuổi. Cây bách cổ thụ nổi tiếng nhất ở thiên đàng được đặt tên là Cửu Long Bách bởi vì nó có 9 nhánh. Cây bách này đã 620 tuổi, cao 8,5 mét, đường kính của thân cây là 114 cm. Hàng xóm của Cửu Long Bách là một cây bách 550 năm tuổi, còn rất là xanh tốt. Tiếp tục tham quan theo trục thẳng Bắc Nam, chúng ta sẽ tới Viên Khâu Đàm. Viên Khâu Đàm còn được gọi là Tế Thiên Đài, là một cái đàn thờ lộ thiên. Đây là nơi các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh sẽ làm lễ tế trời vào ngày Đông Chí. Viên Khâu Đàm là một đài rỗng hình tròn gồm có 3 tầng được làm từ đá hán bạch ngọc và có lan can bao quanh. Số lượng cột ngang lan can và bậc thang để lên mỗi tầng đều là số 9 hoặc là các bội số của số 9. Theo như người Trung Quốc xưa thì số 9 là số dương, còn được gọi là số trời, chỉ dành riêng cho hoàng đế. Các bạn hãy nhìn kỹ nha, ở giữa của Viên Khâu Đàm có một cái viên đá hình tròn được gọi là Thiên Tâm Thạch. Vào những ngày Đông Chí thì bài vị của Hạo Thiên Thượng Đế và 8 vị vua thời nhà Thanh sẽ được rước từ Hoàng Khung Vũ đến Viên Khâu Đàm, và hoàng đế sẽ đứng trên cái viên đá Thiên Tâm Thạch này để chủ trì lễ tế. Từ Thiên Tâm Thạch lại có 9 vòng tròn. Vòng tròn thứ nhất thì được lát là 9 viên đá. Vòng tròn thứ hai là được lát 18 viên đá. Và cứ như vậy đến vòng tròn thứ 9 là có 81 viên đá. Như vậy tổng cộng cái mặt sàn của cái tầng cao nhất của Viên Khâu Đàm thì được lót là 405 viên đá cẩm thạch. Các du khách người Trung Quốc đến đây ai cũng thích một lần được đứng trên Thiên Tâm Thạch, có lẽ là để trải nghiệm cái cảm giác cao quân lâm thiên hạ. Chúng ta đã tham quan xong thiên đàng theo trục thẳng đứng từ Bắc tới Nam, mà cổng Nam Thiên Môn thì không có mở, vì vậy chúng ta sẽ đi trở ra theo hướng ngược lại qua cầu Đan Bệ. Trên đường đi ra cổng phía đông thì chúng ta sẽ thấy có một cái bãi đá được đặt tên là Thất Tinh Thạch. Theo giai thoại thì Vĩnh Lạc Đế thời nhà Minh lúc đó là đang tìm địa điểm để xây dựng thiên đàng. Thì một buổi tối hoàng đế nằm mơ và thấy có 7 ngôi sao rơi xuống. Sáng hôm sau thì hoàng đế ra lệnh cho quân lính đi tìm và thấy ở cái vị trí này có 7 hòn đá. Và ngài đã cho xây thiên đàng ở vị trí này. Nếu như các bạn đếm kỹ thì mình sẽ thấy là cái bãi đá Thất Tinh Thạch, nhưng mà có đến 8 hòn đá. Ở phía trước có một hòn đá thấp hơn, nhỏ hơn, là vua Khang Hy đã cho đặt thêm vào. Thiên đàng ở phía nam là đàn tế lớn nhất trong 4 đàn thờ ở Bắc Kinh.
các đàn còn lại lần lượt là Địa đàn ở phía Bắc, Nhật đàn ở phía Đông và Nguyệt đàn ở phía Tây. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo của Vân nha.